Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân luôn được các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk quan tâm thực hiện. Qua đó đã giúp cho hội viên nông dân có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Hầu hết các hộ dân trên địa bàn xã Răng Ré, huyện Krông Bông đều sản xuất lúa. Trước đây do giống lúa kém năng suất, giá thành thấp nên hiệu quả kinh tế không cao. Để tìm hướng đi mới cho bà con trên địa bàn phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã Răng Ré đã triển khai dự án sản xuất lúa chất lượng cao ST24 cho 10 thành viên trong tổ hợp tác dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Nam Bình với diện tích hơn 10 hecta, được Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh duyệt cho vay với số tiền 500 triệu đồng. Thời gian thực hiện dự án là 24 tháng với lãi suất ưu đãi, không cần thế chấp tài sản, từ đó đã tạo được động lực cho bà con chuyển từ trồng lúa thường sang lúa đặc sản. Đề án mà hỗ trợ của cái quỹ nông dân của tỉnh này thì về để phát triển cái đề án mà sản xuất lúa thương phẩm, thì đây là một cơ hội, tức là tạo điều kiện cho cái tổ hợp tác Nam Bình này mỗi ngày mở rộng thêm được cái diện tích, mở thêm được cái mối liên kết đối với một số hộ dân bên ngoài, mục đích là để phát triển cho cái tổ hợp tác một ngày một lên, có thể đi xa hơn nữa là trong thời gian đến nó trở thành hợp tác xã. Xã cũng đã chỉ đạo cho các cái bộ phận xây dựng các cái dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi làm sao cho phù hợp. Thì trong 3 năm qua thì đối với sản xuất nông nghiệp của xã cũng đã có những cái phát triển rất là đáng mừng, nhất là cái xây dựng được cái mô hình lúa thương phẩm chất lượng cao, đó là lúa ST24, 25 và chăn nuôi bò sinh sản rồi nuôi bò thịt cũng cho nhân dân thu nhập rất là cao. Cùng với số vốn ủy thác từ Trung ương, hàng năm các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tích cực vận động phát triển quỹ hỗ trợ nông dân với nhiều hình thức, nâng tổng nguồn vốn của quỹ lên trên 52,1 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, các cấp hội đã xét cho gần 2.500 lượt hộ vay và thực hiện 249 dự án sản xuất. Khi tham gia vào các chương trình dự án cho vay của quỹ, hội viên được theo học các lớp tập huấn kiến thức về trồng trọt chăn nuôi, phòng chống sâu bệnh, tham gia vào tổ hợp tác, liên kết trong sản xuất, góp phần hình thành nhiều mô hình kinh tế tập thể ở nông thôn. Ở trong thời gian vừa qua thì quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã phát huy được rất rõ nét cái vai trò cũng như hiệu quả đối với lại việc hỗ trợ nông dân. Từ những cái nguồn quỹ cấp huyện, cấp tỉnh và cấp trung ương hỗ trợ thì đã có rất nhiều nhóm hộ nông dân liên kết sản xuất và hình thành được các tổ hợp tác, các hợp tác xã, các chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp, và không những rằng là phát triển cái kinh tế trong các nhóm thành viên trong các dự án mà còn giúp đỡ được những cái hội viên khác ở xung quanh về ngày công lao động, về thay đổi cách cách nghĩ, cách làm, rồi cũng là góp phần cùng với tổ chức hội là trong việc vận động đoàn kết tập hợp hội viên đến với tổ chức hội và đã có giúp cho nhiều hội viên nông dân vươn lên thoát nghèo từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân cũng như là thực hiện thành công những cái dự án chuyển đổi số, rồi chuyển đổi từ cái mô hình sản xuất nhỏ lẻ manh mún sang cái liên kết sản xuất. Tìm nguồn vốn để tái sản xuất, mở rộng đầu tư luôn là nỗi trăn trở của các hộ sản xuất vừa và nhỏ. Quỹ hỗ trợ nông dân không chỉ đáp ứng nhu cầu về vốn mà còn góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, tạo ra sản phẩm có chất lượng và khả năng cạnh tranh, hướng đến nền nông nghiệp phát triển bền vững.